Có một ngày, gà con ngây thơ hỏi mẹ: "Hôm nay mẹ đừng đẻ trứng nữa được không? Hãy mang con đi chơi đi mẹ." Gà mẹ dịu dàng trả lời con: "Không được đâu con, mẹ phải tiếp tục đẻ trứng." Gà con cảm thấy khó chịu, dùng dằn dỗi hơn: "Nhưng bao nhiêu ngày nay, ngày nào mẹ cũng đẻ rất nhiều trứng rồi mà." Gà mẹ trả lời với con rất ẩn ý: "Mỗi ngày thì đẻ một quả trứng đó. Dao phai thì đặt ở cạnh bên. Một tháng mẹ không đẻ trứng, chỉ có nước vào nồi." Bài học được rút ra: bạn tồn tại là vì bạn tạo nên giá trị. Đến một ngày mất đi giá trị của mình, bạn sẽ phải bị đào thải khỏi cuộc chơi. Đó là quy luật tất yếu của cuộc đời này. Có cho thì mới được nhận. Khi bạn không thể cung ứng giá trị thì đừng mong cầu nhận được bất cứ điều gì. Vậy đừng có quên rằng giá trị của quá khứ không đại diện cho tương lai. Chính vì vậy, hãy làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Vinh quang hay thành tựu của quá khứ chỉ làm cho bạn mờ mắt mà thôi. Rồi một ngày nào đó sẽ xa vời mục đích ở tương lai mà mình muốn đạt được.